chào anh em đã đến với kênh Lâm Smartwatch. Lại là một con pha kè của Apple Watch nữa, đang rất hot, mình muốn review cho anh em nữa đây. Đó chính là chiếc HW12 với mức giá chỉ hơn 500k, nhái theo Apple Watch Series 6 mới nhất. Mời anh em xem review của tôi. HW12 là bản nâng cấp từ W26, cải tiến nhiều vấn đề thay đổi hơn. Cụ thể, thông số kích cỡ là 41mm, phù hợp với người dùng tay nhỏ, có hỗ trợ loa mic đàm thoại, nút xoay mượt mà có phím như là Apple Watch xịn, nhưng bấm gãy tay cũng không có tác dụng gì. Ngoài ra, vẫn trang bị tính năng mới, có bộ đèn để soi đi đái, nhưng giờ đổi sang màu đỏ cũng có thể để làm đèn ngủ. Máy có Bluetooth 5.2, tiết kiệm pin và chống nước là IP67. Thời lượng pin sử dụng theo nhà sản xuất công bố là 3-5 ngày. Đây là hộp của chiếc HW12. Cảm ơn cửa hàng Hafu Store đã cho mình mượn để review. Đằng sau là thông số của máy thì mình đã nói qua rồi. Mình sẽ nói về các vấn đề chính là có Bluetooth 5.2. Thì mình nghĩ là cái máy này chỉ có 5.0 hoặc là 4.0 thôi. Với mức giá hơn 500k thì không thể nào có Bluetooth công nghệ mới như thế này được. Tiếp theo là thời gian chờ là 75 ngày. Thì mình đã thử để chờ khoảng 4-5 ngày. Thấy thời lượng pin nó cũng bị sụt đi. Có vẻ như không thể nào mà có thời gian chờ 75 ngày được. Đây, mở hộp thì mình đã lấy máy ra để kết nối từ trước. Đây là seal của cái thân máy này. Cũng giống như là Apple, để bảo vệ môi trường thì họ không kèm củ sạc hay là tai nghe. Em sẽ phải mua ở ngoài. Chỉ có dây sạc thôi. Đi kèm là một cái sách hướng dẫn. Kích cỡ chiếc HW12 là 41mm, rất phù hợp với anh em tay nhỏ. Ở đây mình có một chiếc Apple Watch Series 4 phiên bản 44mm để cho em dễ hình dung về cái độ nhỏ nhắn của nó. Đây mình đeo lên tay, nhìn rất là xinh xắn, cute, phù hợp với cả các bạn nữ nữa. Độ mỏng nó là 10.5mm, cho nên là đeo rất là ôm tay. Khung máy được làm bằng hợp kim nhôm, khá là xịn sò. Và tương tự giống như là Apple Watch cũng sẽ có một cái nút xoay và xoay được giống như là chiếc F8 hay FK78, nhưng mà nó sẽ mượt hơn rất nhiều. Ở phía dưới cũng có một cái phím giống như là Apple Watch, nhưng mà sẽ không bấm được, là cái phím giả. Cạnh phím giả sẽ có một cái lỗ mic nho nhỏ. Ở phần hông bên trái có hai cái giải loa khá là to, nhìn sâu vào bên trong thấy có cả loa luôn. Phía sau máy sẽ có khu chân sạc và cảm biến đo nhịp tim SpO2. Mình sẽ sạc thử cái sạc 5.0 cho anh em xem. Cũng tương tự giống như là các cái phiên bản W26 thôi. Đây là giao diện sạc của nó này. Ở chính giữa là đèn đo cảm biến nhịp tim xịn, xung quanh là các cái đèn đo SpO2, oxy bão hòa trong máu màu đỏ. Cái này là giả, chút nữa thì mình sẽ nêu kỹ về cái tính năng của bốn cái đèn này. Ở về phía dây thì cũng tương tự giống như là W26 hay W46, sẽ không có cái phần cố định dây, cho nên là khi anh em lắp dây vào nó sẽ dễ bị tuột ra ngoài. Vì không có phần cố định dây cho nên là thỉnh thoảng khi anh em đeo nó sẽ bị lệch ra ngoài, anh em sẽ phải cân chỉnh để sao cho nó vừa với thân máy. Và cái cỡ dây này em có thể thay thế được cái dây của Apple Watch, cái phiên bản 38 hay 40mm đều có thể vừa. Màn hình có kích cỡ là 1,57 inch màn LCD. Và tương tự giống như là W26 thì cái màn nó sẽ bị lệch lên trên một chút, cái cằm ở dưới nó sẽ dày hơn. Nhưng mà tổng quan thì nó cũng đỡ hơn so với chiếc F8, FK78. Đánh giá về màn hình thì mình thấy màu sắc không tươi, màu thẫm và độ sắc nét ở mức trung bình. Độ sáng cũng không cao nhưng mà hiển thị ngoài trời rất là tốt, dễ nhìn trong môi trường nắng gắt. Nhìn chung thì với mức giá hơn 500k thế này là tạm ổn. Diện vuốt từ trên xuống là thanh trạng thái. Đây là mình đang bật cái Bluetooth cuộc gọi lên này. Có tắt nguồn vào cài đặt, đây là thời lượng pin. Vuốt từ dưới lên là đọc thông báo. Nó sẽ hiển thị được khá nhiều thông báo. Đây anh em thấy là cái phone thông báo tiếng Việt có dấu hiển thị rất là ngon, nhưng mà nó hiển thị được khá là ngắn nội dung. Có phần cải tiến rất hay về giao diện, đó là vuốt nhẹ bên trái giống như là ở trên iPhone. Em sẽ thấy có cái phần này là vào luôn để quét kết nối với điện thoại. Đây là SOS nhưng mà mình không dùng được. Đây là những cái app mà gần đây sử dụng nhất. Nó giống như là đa nhiệm vậy. Vuốt từ trái sang phải là các cái widget như là nhịp tim này, dữ liệu, thời tiết. Có thể thêm được các cái phần widget khác. Em có thể chọn như là phần khiển nhạc này. Anh em nghe thử một bài hát mình mới sáng tác để tặng cho anh em này. Tôi chào anh, em đã đến với kênh Lâm Smartwatch. Đấy, giọng mình nghe hát hay không? Vào menu Power, anh em sẽ bấm nút nguồn. Đây là giao diện tổ ong quen thuộc ở trên Apple Watch. Đây, mình zoom to, zoom nhỏ này. Khá là mượt mà. Thậm chí là mình di tay như này, mượt hơn rất nhiều so với các phiên bản W26 hay là FK78. Các cái tính năng thì cũng tương tự giống như ở các cái phiên bản cũ thôi. Mình cũng sẽ không đi sâu vào nữa. Vài tính năng điển hình như là có phần máy tính. Đây, chỉnh độ sáng này. Mình đã cho max hết cỡ rồi. Đây là phần tập luyện này. Có khá nhiều môn tập luyện. Cái này lại không xoay được này. Cái tập luyện này khá là đơn giản. Nó chỉ tính bước chân, calo tiêu hao và theo dõi nhịp tim thôi. Thỉnh thoảng cái cảm ứng vuốt từ trái sang phải này nó sẽ hơi lag một xíu. Đây là tập luyện trong nhà này.
cũng không xoay được. Mình đang test thử là nào có thể xoay được. Hoạt động hàng ngày. Ờ, cái này lại xoay được này. Có đo huyết áp này. Tất nhiên thì mình đã nói rất nhiều cái này rồi. Cái này là fake. Phần cài đặt này. Ồ, rất là mượt. Kết nối với điện thoại cả iPhone và Android, anh em sẽ tải app WeFit Pro về. Giao diện kết nối trên iPhone thì anh em xem ở góc bên trái này nhá. Cái quan tâm nhất là kho mặt đồng hồ. Thứ hai là thông báo Zalo. Đầu tiên mình sẽ cho anh em xem cái kho mặt đồng hồ này. Hãng nói là có trên 50 mặt đồng hồ, nhưng mà thực tế thì mình thấy chỉ có khoảng 8 mặt đồng hồ thôi và 4 mặt đồng hồ theo máy nữa. Có vẻ như là hãng này rất là bốc phét. Xét thử một cái ảnh theo mặt cá nhân nhá. Tiếp theo thì mình sẽ cho anh em xem cái phần thông báo. Đây nó chỉ có thông báo các cái vấn đề như này thôi. Không có thông báo Zalo và vấn đề thông báo khác. Tính năng mới có trên HW12 là có đèn ngủ và soi đi đái ban đêm rất tiện. Anh em chỉ cần vào chế độ đo SPO2, sau đó tháo ra khỏi tay để đầu giường hoặc là đi ị, đi đái. Cực kỳ hữu dụng. Mỗi tội nhìn đèn đỏ này thì hơi sợ sợ thôi anh em ạ. Giờ thì mình sẽ test thử loa thoại nghe gọi. Alo, bạn nghe rõ tôi nói không? Ôi, tôi cảm ơn bạn nhá. Và tất nhiên thì máy cũng có cả nghe nhạc đa phương tiện. Test theo dõi nhịp tim cùng với chiếc Apple Watch Series 4. Lúc đây mình vừa cố tình vận động mạnh để nó có cái nhịp tim cao nhất. Có vẻ như là cái độ chính xác của chiếc HW12 này cũng khá ok. Cảm biến giơ cổ tay sáng màn hình. Sau nhiều lần thử mình thấy không nhạy. Tốc độ hiển thị màn hình chậm và nhiều khi hiển thị lên rồi tắt màn luôn. Đôi khi là khá nhạy nhưng mình không hài lòng nhiều về vấn đề này trên HW12. Đánh giá cá nhân của mình về HW12 là một smartwatch có mức giá thành rẻ chỉ hơn 500k. Cũng có nhiều ưu điểm như là thiết kế rất giống với Apple Watch Series 6 xịn. Nút xoay thao tác mượt mà và loa thoại nghe gọi tốt. Thời lượng pin thực tế mình dùng khoảng 2 ngày tạm ổn. Nhược điểm là có cảm biến SPO2 và phím giả. Màn hình không đẹp và đôi khi máy bị ngủ đông. Còn anh em có đánh giá gì khác về HW12 hay cũng như muốn mình review thêm về smartwatch nào, hãy để lại bình luận ở dưới video. Mình sẽ phản hồi mọi bình luận của anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình.